Xin chào, chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh GMT Chai Đèo. Và sau đây là tôi sẽ dẫn các bạn đi ngắm bình minh tại một nơi rất xa. Một bãi biển đẹp ở Việt Nam, đó là đảo Cát Bà. Rất đẹp. Phong cảnh buổi sáng rất nhộn nhịp. Có ai đi tắm biển không nhỉ? Ôi. Biển đi. Đi đâu? Không phải ra đây phụ ơi. Phúc. Phúc. Ra đây ngồi. Ngồi ngồi. Đâu đây à? Xuống đi. Ây. Trong này
một mình đấy ạ. Tắm đi con. Đến ơi. Tắm à? Kia ra kia coi. Con tắm à? Tắm đi. Ngồi xuống. Mai ra bãi này là đẹp ấy. Đấy cái đề đấy thôi. Đấy đề nữa này này. Đấy không tắm đâu. Không có để đấy kìa. Đang đồ khô vào. Đấy thôi để đấy ra. Ok ok ok. Đổ xuống bãi biển rất đông.